Tân Hòa Quân Âm Khánh Vĩnh Trà Khánh Hòa miền núi Khánh Vĩnh Đâm Chi Keo Tách Giòm bớt từ triệu và do đô tốt gú đủ phim triệu được tấn bị hớ mãi chào nấy cái gia lọt cơ đâm chi lại mất tú hớ đắp tân hai miêu tầm đùl đớ cơ chi là dớ tầm nàng ở xíu bé dớ đùl đò đò là tầm keo tú nấy gớ cơ là gớ lời gớ ur xó bróa ngọt ngàn là tú á lá đò tầm Khánh Vĩnh tầm keo tú tú cho cơ chớ chi keo ghen á lá đò đò gớ xó dớ bri dầm làng bò tầm bên âm Khánh Vĩnh tú đò còn bà ta tú ghế miêu lành hồng đà tím hà nước suối dâng cao chỉ là ủ tia ghế chi là nem lao tài ở ghế chi là bị hơ là đã cò gật tô chứ tầm keo ai đâm chi là bro lỡ xa tầm là vô đi tầm phần âm trà năm trung bộ mình pe trà bình định phú yên mở khánh hòa ủ tầm chi bri lao pe hẹn phần chất lộ quá ngăn là chi keo ở ít đỏ tầm keo rắp đỏ là bri đờ rầm bê đỏ đỏ gul ne là chi keo gul gul do là bri gan ngan hơ là ta cười u bri mơ gư prap da hơ là hiệp yal tus tam chi keo mình rấp quan tus pram sanam là ne chào cơ u dor pa gư ri dâm song chào cơ dơ ghen lời u rớt xó ngọt ngan tú tam chi keo quá chào bồm sanam nàng lớp làng hết cho tầm là cứ ghé Prolessa ghen người ta làm tầm ghen tú mà hề hề was hết là chi cơ chi bri là lỡ chớ alap làng tầm đồ bri gam mua tầm đồ mình chi bắt đầu ở ghế chi lời tài ghen miu là gấp tu chứ lỡ xa tầm bri là Prolessa đi ngăn tầm một phần đêm mà già thì lá tầm bri nàng ai đâm chi giỏi prem hà mà lui là đi ngọt ngăn là tầm đùl đớ ngư hào giá kèo ghen rõ chào cơ chi là bri ham u bri nàng tầm chi lỡ xa tầm bri mà già đã loa gầm gót xùm là bà ta ở hết ghế gùng chát ở nhà trong rừng gia tăng lũ lụt cũng vì thế mà khó chấm dứt.